Chiều nay, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Y tế về làm việc kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Hưng Yên. Tiếp và làm việc với đồng chí Đỗ Xuân Tuyên tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh có các đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã báo cáo về tình hình phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hiện đang được kiểm soát tốt. Tỉnh chỉ có một trường hợp tại thôn Chí Trung, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm dương tính với COVID-19. Thôn Chí Trung đã thực hiện cách ly y tế từ ngày 2 tháng 4 theo đúng quy định. Tỉnh triển khai nhiều biện pháp để hỗ trợ hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, các đơn vị bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn thời gian tới Hưng Yên tiếp tục nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa của Bộ Y tế về chuyên môn, cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế để tỉnh thực hiện công tác phòng chống dịch được tốt hơn. Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao công tác phòng chống dịch của Hưng Yên. Hiện công tác kiểm soát dịch là rất tốt. Tuy nhiên, nguy cơ bùng phát dịch vẫn còn, nhất là nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng. Đồng chí yêu cầu Hưng Yên cần tiếp tục làm tốt công tác cách ly y tế, tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt hơn công tác phòng dịch, cách ly công dân từ nước ngoài về, tiếp tục quan tâm tới người dân bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 và triển khai các biện pháp để khắc phục, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nhân dịp này, Hội đồng hương Hưng Yên tại Hà Nội đã ủng hộ tỉnh 200 triệu đồng để phòng chống dịch COVID-19.